Thành phố Hồ Chí Minh đang nhân rộng mạng lưới camera an ninh trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực được đánh giá là phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó, nhiều vụ án được khám phá nhanh. Ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và phát hiện, tố giác tội phạm của nhân dân cũng được nâng cao. Tôi là chủ nhà trọ, thì qua cái tình hình mà lắp đặt camera có hiệu quả rất là thực tế, từ đầu năm đến nay đã giúp cho lực lượng công an phát hiện, điều tra khám phá, bắt được là 2 vụ là trộm cắp tài sản. Trộm cắp, đua xe trái phép, gây rối trật tự là những vấn đề phức tạp tại quận Thủ Đức, là nơi giáp ranh với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, lại có nhiều khu công nghiệp, nhà trọ. Các tội phạm hoạt động có thủ đoạn tinh vi, manh động. Thế nhưng, từ khi có hệ thống camera an ninh phủ rộng, tội phạm rất khó gây án. Mình thấy là nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Về cái vấn đề trộm cắp, chúng tôi cũng kêu gọi ráp thêm cái là coi như là camera để cho người dân càng yên tâm hơn. Khi mà mở rộng đường Phú Châu thì cái tình trạng đua xe trái phép tương đối rất là nhiều. Qua mà lắp đặt camera thì dần dần cái tình trạng đua xe trái phép không còn nữa và làm cho người dân rất là phấn khởi. Việc hơn 1.200 camera an ninh trên địa bàn quận Thủ Đức đều được kết nối về trung tâm chỉ huy tại trụ sở công an các phường để giúp giám sát 24/24, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng. Trong thời gian sắp tới, công an phường sẽ tiếp tục gắn thêm các cắt mắt camera không những tuyến đường chính mà các cái đường trong những cái hẻm khu phố để mà mình có thể mà quản lý chặt địa bàn hơn. Thưa quý vị, đó là tại quận Thủ Đức, còn tại quận 1 thì sau 2 năm triển khai thí điểm, quận đã hoàn thành việc tích hợp hơn 1.100 camera tại các địa bàn dân cư cũng như là trụ sở công an 10 phường và 128 đầu thu, với tính năng là nhận diện các hành vi vi phạm trật tự đô thị và tự động gửi cảnh báo đến các cơ quan chức năng để có thể kiểm tra xử lý. Thì trong năm 2019, hệ thống này đã gửi được hơn 7.500 tin nhắn. Thông qua cái hệ thống lắp đặt camera ở trên địa bàn gắn với cái hệ thống camera xã hội hóa trong cộng đồng dân cư đã giúp cho các ngành chức năng của quận kịp thời phá các cái vụ án, giúp cho cái việc quản lý trật tự đô thị ở những cái điểm trọng yếu của quận trong cái phòng chống tụ tập đông người, khiếu kiện, biểu tình và thậm chí là xe dừng đổ sai quy định. Bên cạnh những mặt tích cực về an ninh trật tự, nhiều ý kiến cho rằng rất cần camera phát huy tác dụng ở các vấn đề như môi trường, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Căn cứ Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì cho phép cái cơ quan nhà nước có thể là sử dụng cái hình ảnh qua camera để mà phạt nguội về vi phạm giao thông, về an ninh trật tự. Luật đã cho phép và có một cái hành lang pháp lý cụ thể để điều chỉnh cũng như xử lý trách nhiệm đối với những người mà có cái hành vi vi phạm. Thì tôi cho rằng đây là một cái bước tiến rất là quan trọng của các nhà lồng luật cũng như là cái công tác quản lý xã hội. Không phải là một mô hình công nghệ mới lạ, nhưng các mắt thần này đã góp phần rất lớn trong kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, mang lại một cuộc sống yên bình cho người dân.